Lại xin chào toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích nuôi ong mật. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu từ các bác là về cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ông nội. Thì đi chi tiết về cái chiếc thùng nuôi ong này để cho các bác cùng tham khảo này. Đầu tiên thì xin giới thiệu từ các bác là về cái nguyên liệu để làm nên chiếc thùng. Thì bên cơ sở nhà em là làm bằng gỗ gạo 100%. Để gỗ gạo thì các bác biết rồi, cái thứ nhất là nó rất là nhẹ, và cái thứ hai nữa nó được xử lý ngâm qua rồi thì nó sẽ không bị mối mọt. Cái thùng thì bên cơ sở nhà em là bảo hành cho các bác mua về là từ 5 đến 6 năm là sẽ không bị mọt mối. Và cái thứ quan trọng nhất ấy, nó là cái gỗ tạp để con ong nó thích nghi ở bên trong. Và cái thứ hai nữa là rất là nhẹ để cho các bác là vận chuyển đi khai thác nguồn từ điểm này tới điểm khác, cũng như là các bác là bán ong giống. Còn về cái thùng này thì bên cơ sở em là bán thùng bán liền 100%. Đấy, bán liền thì các bác có thể thấy nó sẽ được liền từ phần lắp này, phần thành. Đấy, tất cả những cái chi tiết đấy các bác mua hàng thì nó sẽ gồm như thế này. Đây là một cái thùng đã hoàn thiện rồi các bác nhé. Đấy, về phần lắp đây thì các bác có thể thấy là lắp liền này. Đấy, cách nhận biết mà gỗ được xử lý ngâm kỹ thì các bác nhìn trực tiếp cái tôm ở trên cái thân ván đây, nó rất là lì, nó sẽ không bị sơ như là những cái gỗ mà nhiều xưởng người ta là mua về phát người ta xẻ người ta đóng cho các bác luôn. Đấy, những cái thùng đấy không đảm bảo. Đấy thì thường thường nó chỉ được vài ba tháng thôi là nó sẽ bị mọt mối. Còn ở bên nhà em làm kỹ hơn một chút là tất cả những cái mặt ván ở bên ngoài đều được trà để nó nhìn mỹ quan hơn, nó sạch sẽ cái thùng hơn các bác nhé. Đấy, bên trong đây, bên trong thì được bào nhám qua. À, loại bỏ cái vết cư hằn đấy, vẫn còn độ nhám để ví dụ đàn ong của các bác đông thì nó có thể là lên nắp thì nó sẽ có chỗ đậu đấy. Còn về phía bên trong đây thì ở phần trong đây thì là được ghép ván này các bác này, phần đáy là bắt buộc là phải ghép bởi vì cái thớ gỗ ngang đấy, nếu mà mình làm xuôi theo kiểu như cái phần nắp thì kiểu gì nó cũng bị cong vênh và nó phá cái thùng đấy. Đối với cái thùng nhà em thì bảo hành cho các bác là cái độ nhẹ nó cực kỳ là nhẹ. Đối với cái thùng này bây giờ nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ tầm 6 cân đấy, 6 cân là thùng đã kèm theo là một chiếc vách ngăn như thế này. Đấy, thùng nào bên cơ sở nhà em là cũng tặng kèm cho các bác một chiếc vách ngăn nhé. Đấy, các bác lưu ý khi mua hàng thì các bác kiểm tra hàng thực tế. Còn bên cơ sở em là bán hàng thì quay xưởng cho các bác rồi. Đấy, xưởng sản xuất tại gia đình. Đâm ra là cái thứ nhất là các bác mua là không phải qua trung gian mối lãi, và cái thứ hai nữa là bên cơ sở em là luôn luôn tạo điều kiện cho các bác mua hàng là được cái giá cước là nó rẻ nhất. Còn về phần đằng trước đây thì nó sẽ có một cái cửa. Đấy, cửa này thì đẩy ra đẩy vào được. Đấy, cái lỗ này đây, các bác lưu ý này, cái lỗ này thì về các bác mà cho ong đi làm lỗ to ấy, thì các bác xén cho em hai cái. Đấy, còn nếu mà ong đi làm lỗ nhỏ thì các bác chỉ cần cậy ra một cái thôi là xong. Còn vận chuyển ong đi thì bây giờ nó thiết kế đẳng cấp rồi. Đấy, nó chỉ cần đậy lại như thế này là nó sẽ bén luôn, con ong nó không chui ra được. Ngày xưa thì các bác làm thì hoặc là các bác mua ở xưởng khác thì người ta làm không chuẩn, là rút ra rút vào là không có được. Đấy thì đa số là vận chuyển ong đi lại mất một cái công giai đoạn là lấy cái ná nhét cái lỗ cửa ra. Đấy, không đảm bảo. Đấy thì tránh tình trạng ong đốt thì bên cơ sở em làm rất là chuẩn này. Còn về cái ván thành đấy, các bác có thể thấy là ván liền 100%. Đấy, liền 100% luôn các bác nhé. Đấy. Đấy. Đấy, tùy nhiều cơ sở, ví dụ như là các bác mua hàng các bác lưu ý này, cái thùng người ta bảo là bán liền nhưng người ta vẫn ghép ở trên cái thành này. Đấy, các bác lưu ý là người ta sẽ đóng đinh ở trên đây này, một cái này, cái thứ hai là người ta sẽ soi hèm giấu vào trong trong đây. Đấy thì cái ván này nó nói chung là nó bé, nó không được 27 phân thì người ta sẽ giấu ở bên trong đây. Các bác lưu ý mua những cái thùng như thế nhé. Mà giá tiền vẫn bằng như thế này thì các bác lên mua là một cái thùng liền luôn như thế này để làm sao mà giá cước của nó rẻ. Đấy, cái và cái thứ hai nữa chất lượng gỗ nó ok. Đấy, nó không bị ghép riếc ở đâu. Nếu mà mua ghép như thế thì các bác thà cứ bỏ 130.000 đồng ra các bác mua một cái thùng ghép thì nó sẽ không đắt như là cái thùng liền như thế này. Đấy là cũng chia sẻ thật. Đấy, các bác lưu ý mua hàng với kiểm tra. Đấy, bán liền một mặt như thế này thì các bác thanh toán với người giao hàng. Còn về phía đằng sau đây các bác này, phía đằng sau đây thì nó sẽ có một cái ô cửa sổ. Đấy, để ví dụ con ong mà nó các bác vận chuyển đi khai thác nguồn hoặc là các bác bán ong giống thì các bác mở ra thì nó sẽ không bị chết ngạt ở bên trong. Đấy, mùa khai thác mật thì đa số là mùa lắng lóng. Đấy thì các bác lưu ý là chọn những cái thùng là sao nó vừa phải. Còn về kích thước của nó thì cũng xin giới thiệu qua, nó đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cái thùng cầu 4221 thì về chiều dài đây thì bên nhà em là làm cho các bác là 42,5. Đấy, 42,5 cm. Để các bác để cầu 42 vào thì nó sẽ dư cho các bác là 5 ly để các bác dịch chuyển này, ví dụ như vách ngăn này, dịch chuyển tham ong hoặc khai thác mật thì vào nó dễ. Đấy, không bị kích quá thì nhiều lúc là mình không xử lý được. Về chiều cao của nó tính từ cái đáy này lên trên đỉnh đây thì nó là 27 này. Và chiều rộng trong lòng thì là 26. Đấy, cái cầu này, cái thùng này thì các bác nuôi là ví dụ 5 cầu. 5 cầu, có thước, có vách ngăn thì nuôi được 5 cầu. Còn bỏ thước, bỏ vách ngăn ra thì nuôi được 7 cầu. Đấy, thường thường đặc tính của con ong lội thì các bác biết rồi. Đấy, nó có 4 5 cầu nó đòi chia đàn thôi. Đấy, cũng không nuôi được hơn cả. Đấy, và cái thùng này thì nó cũng khá là tiêu chuẩn rồi. Đấy, một video thì giới thiệu chi tiết tới các bác là về cái chiếc thùng nuôi ong. Bác nào có nhu cầu cần thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Các bác điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác.
Còn hàng thì các bác yên tâm một cái là bên cơ sở em là gửi hàng toàn quốc. Đấy, hàng tới nơi thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán là các bác yên tâm. Đấy, một video thì giới thiệu chi tiết thực tế cho các bác là về cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ông Lộ. Đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.